Có, ở trong Việt Nam mình cũng có nhiều võ sĩ cũng phát triển nhiều. Nhưng mà có một cái giai đoạn là bị ngưng á, ngưng một thời gian. Rồi sau này nhà nước mới là cho chơi tập luyện lại. Em còn nhớ lúc đấy là hình như là em có lớp 10, tức là cách đây khoảng gần 10 năm đúng không thầy? Đúng rồi, cho chơi là lúc 2002. Như vậy là chúng ta đã cách hẳn một giai đoạn đúng không ạ? Thế thầy nghĩ sao về giai đoạn trước của môn quyền Anh và giai đoạn sau thì thầy thấy thế nào? Các tố chất cũng như là khả năng của các học sinh có chuyển biến không? Khi mà theo như cái top trước á, tập á thì thiếu thốn nhiều, đồ đạc là thiếu thốn nhiều. Mà sau mà mấy năm sau này hai đã mấy lên á thì đồ đạc tập rất là đầy đủ. Nhưng mà nó tốt hơn, có thể tốt hơn là ngày xưa. Với cách nhìn, với giác quan của một huấn luyện viên thì thầy Sơn có thể cho khán giả truyền hình biết được là chúng ta nên cẩn trọng những vấn đề gì khi mà tập môn quyền Anh? Cái môn quyền Anh trước khi mà mình tập á là mình khởi động cho kỹ, rất quan trọng. Đặc biệt là khu vực nào? Mình khởi động như là từ vai, rồi cổ chân rồi tay cổ, bắt đầu có bằng chân sống, rồi bắt đầu với đầu gối, rồi mình chạy bộ nhẹ nhẹ súp rồi. Em thấy là các vận động viên quyền Anh là có thể lực rất là tốt, đặc biệt là hít đất rồi đúng không ạ? Hít đất nhảy dây đúng không? Nhảy dây. Chúng ta có các động tác để tăng cường sức khỏe. Sức khỏe là vấn đề nhưng mà phản xạ cũng tập như nào thầy? Tập phản xạ cho tốt đấy. Phản xạ thì mình tập mình đòi hỏi là thời gian, nó phải có thời gian như là em là mình chỉ đấu tập nhiều mà đấu được là phải 6 tháng là phải xuyên tập. Mấy 3 tháng đấu cũng được nhưng mà nó còn non. Và còn tùy tố chất đúng không thầy? Theo thầy thì chúng ta nên dựa vào thể hình như thế nào để biết được là một người có tố chất để tập quyền Anh? Sự như phải cao lớn không hay là... Nếu mà mình có cái thể trạng mà cao á thì đỡ, tốt. Tốt hơn là mấy đứa em mà thấp. Nhưng mà chúng ta có nhiều hạng cân đúng không ạ? Bây giờ mình có là 45, 46, 48, 51, 54, 57, 60 chẳng hạn mấy hạng cân cũng. Như vậy là quý vị và các bạn đã thấy chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Mặc dù chúng ta có thể cao, có thể người vừa đậm người hay là thấp một chút, chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội để tập luyện cũng như là thi đấu môn quyền Anh, một môn thể thao đặc biệt thích hợp cho phái mạnh. Và thầy Sơn Sa Ly đã là một võ sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam cách đây rất là lâu rồi. Và lúc này thầy là một huấn luyện viên, nhưng nhìn vào bảng tích của thầy Sơn Sa Ly, có lẽ quý vị và các bạn cũng đã hiểu được quá trình tập luyện cũng như là những gì mà thầy Sơn đã cống hiến cho quyền Anh Việt Nam. Số 2 nè, số 3, đúng rồi, 1, 2, 3, đúng rồi. Hất lên đúng thầy? Không, nhón lên. Nhón lên. 1, 2, 3, đó là một bài đúng không thầy? Một bài. 1, 2, 3. Và chúng ta mặc định tay trái là số 1 đúng không ạ? Mà là số 1. Có 6 đòn, quyền Anh có 6 đòn. 6 tổ hợp đòn cơ bản thầy. Thì đây là 1. 1, 2, 3, và 2 là nhau. Rồi bắt đầu là 2, 2, 1, 1, đúng không? 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 5 từ xúc từ dưới lên đúng không ạ? Vậy cú xích ngang là... Cái này cặp xây rồi mà mình xây cổ tay lên. Rồi mình quýnh là số 6, 3, 2, 1,
Thực sự là chúng ta có thể là rất dễ dàng ở trong một tình trạng bình thường, nhưng mà khi đã vào thực chiến thì sẽ khác đúng không thầy? Khác. Quýnh lôi khánh quýnh nhiều nhiều khả năng tùy mỗi em. Thuận thuận như thế nào thì mấy em quýnh quýnh đòn như thế ấy. Cũng như là đối thủ như thế nào thì quýnh quýnh theo cái chuyển biến ở trên hai võ sĩ.